Ngày 23 tháng 12, tại Aeon Mall, quận Tân Phú diễn ra lễ kích hoạt chương trình khuyến mãi tập trung mùa mua sắm Shopping Season 2022. Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chương trình khuyến mãi tập trung mùa mua sắm Shopping Season năm 2022 là sự kiện quan trọng, tạo cơ hội để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh và là lễ hội cho người dân thành phố trải nghiệm mua sắm. Tính đến nay, trên địa bàn thành phố đã có 6.724 doanh nghiệp đăng ký tham gia với 10.466 chương trình khuyến mãi, mức khuyến mãi cao nhất lên đến 100% ở ngành hàng mỹ phẩm, thời trang, thực phẩm. Trong đó có sự tham gia của các doanh nghiệp có thương hiệu, doanh nghiệp có sản phẩm đạt giải thưởng thương hiệu vàng thành phố Hồ Chí Minh, Aeon Mall Tân Phú, Aeon Mall Bình Tân mang nhiều hàng hóa chất lượng, giá ưu đãi đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng dịp cuối năm và Tết. Theo ông Phương, nhân dịp này Sở Công Thương kêu gọi các doanh nghiệp, hệ thống phân phối tích cực hưởng ứng tham gia chương trình khuyến mãi tập trung của thành phố, tùy điều kiện của mình doanh nghiệp có thể khuyến mãi lên đến 100%. Qua đó góp phần quảng bá hình ảnh sản phẩm, doanh nghiệp đến người tiêu dùng. Song song đó, ghi nhận hiện nay nhiều siêu thị, doanh nghiệp thực phẩm chế biến tung ra nhiều khuyến mãi phục vụ người dân sắm Tết.